Kính thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, lương y như tử mẫu, người đánh giá rất cao vai trò của những người thầy thuốc trong xã hội. Người thầy thuốc trước hết phải là những người luôn đặt yếu tố đạo đức nghề nghiệp lên trên hết. Trong xã hội, nghề nào cũng cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp, nhưng riêng với nghề y, đạo đức đóng vai trò quan trọng hàng đầu, bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Muốn làm tốt công việc của mình, bản thân người thầy thuốc còn phải luôn rèn đức, hướng tâm, hướng thiện, hết lòng hết sức tận tụy phục vụ người bệnh, giống như một người mẹ nhân từ. Người viết, người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu. Thầy thuốc như mẹ hiền còn phải được thể hiện ở sự hết lòng với người bệnh vì mục đích cứu người, nên không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, thân sơ, không được cầu lợi, kể công mà căn cứ vào bệnh nặng nhẹ, nguy lành mà sắp xếp việc cứu chữa. Kính thưa quý vị và các bạn, Ba Vì là xã nằm trên triền núi thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội, với 98% dân số là người đồng bào dân tộc Dao, sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chế biến thuốc nam. Nguồn thuốc chính của người Dao ở Ba Vì được khai thác trên núi Ba Vì. Nơi đây có hơn 500 loài dược liệu, trong đó có nhiều loài quý và đặc hữu. Nghề thuốc của người Dao Ba Vì được bồi đắp theo thời gian, thế hệ trước trực tiếp truyền thụ, hướng dẫn, chỉ bảo lại cho thế hệ sau. Tri thức làm thuốc nam của người Dao ở xã Ba Vì được coi là di sản văn hóa và đang được ngành văn hóa Hà Nội cũng như chính quyền địa phương bảo tồn, phát triển. Tản Viên Sơn, tức Ba Vì, là vùng đất cư ngụ chủ yếu của nhóm người Dao, nổi tiếng với nguồn dược liệu phong phú. Nghề thuốc nam ở thôn Yên Sơn đã được thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề thuốc nam. Nghề thuốc của người Dao, Ba Vì được duy trì nhờ thế hệ trước trực tiếp truyền dạy, chỉ bảo lại cho thế hệ sau. Những tinh hoa, kinh nghiệm làm nghề vì thế vừa kế thừa tri thức cổ truyền của dân tộc, vừa tích lũy bí quyết gia truyền của dòng họ. Những người thầy thuốc là trụ cột giữ cho nghề truyền thống, dẫu có thăng trầm, song vẫn đứng vững qua nhiều thế kỷ. Từ xa xưa, người Dao đã biết nắm bắt các công dụng, đặc tính của từng loại thảo dược. Sau đó, họ tìm cách pha trộn để chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe. Không đơn giản là sự tự phát ngẫu nhiên, đó còn là cả một kho tri thức khổng lồ mà người dân nơi đây luôn ý thức để gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên tiền đề để hình thành nên làng nghề thuốc nam Yên Sơn nổi tiếng hiện nay. Xã Ba Vì là một cái xã mà chiếm tới 98% là đồng bào dân tộc Dao. Thế thì chúng tôi cũng xác định là đối với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân là chúng tôi cũng xác định là cái mũi nhọn để phát triển kinh tế. Thì đối với đồng bào dân tộc Dao thì cái vốn từ xưa đến nay là có cái nghề truyền thống là thuốc nam. Thì đối với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Ba Vì chúng tôi thì cũng trước hết là cái định hướng là chúng tôi sẽ đi vào cái việc là thực hiện cái việc mà sản xuất rồi thì là trồng cây thuốc nam để thực hiện cái thứ nhất là để phát triển kinh tế của xã nhà. Vấn đề của cô là tình trạng bây giờ là cái thoái hóa đốt sống cổ vai gáy bị ai đốt. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thuốc cứu người, từ thuở nhỏ, lương y Lý Sinh Phúc, lương y Lý Thị Nụ là hai anh em ruột đã sống trong cái nôi y học của dân tộc. Theo học cha và nhiều cao niên trong làng, từ cách nhận biết cây thuốc cho đến chuẩn bệnh bốc thuốc, được chỉ dạy và thấm nhuần đạo lý của người thầy thuốc trong chính gia đình mình, ngày ngày tiếp xúc với các bệnh nhân, hai anh em đã sớm hiểu được sự khổ sở mà người bệnh phải chịu đựng mỗi ngày do cơn đau hay niềm nỗi lo lắng hành hạ. Được tận mắt thấy, tai nghe về sự kỳ diệu của những cây cỏ bình dị xung quanh vườn nhà mà lại có tác dụng chữa bệnh, luôn ghi nhớ lời bác dạy, lương y phải kiêm tử mẫu, đã thôi thúc hai anh em lương y Lý Sinh Phúc, lương y Lý Thị Nụ quyết tâm sẽ trở thành những người thầy thuốc vững y đạo, giàu y đức. Bác Hồ có câu nói rất nổi tiếng là lương y như tử mẫu, thì làm người thầy thuốc khám chữa bệnh, cứu người, tôi rất tâm đắc câu nói đó, làm tôn chỉ cho nghề của mình. Là người thầy thuốc thì phải có đức, có tài thì mới là người thầy thuốc chân chính. Tôi khám chữa bệnh cho mọi người không phân biệt nghề nghiệp, giàu nghèo và địa vị, cảm thấy rất vui khi mình đã làm được một cái điều gì đó rất là ý nghĩa cho đời. Và cũng vấn đề đó mà tôi đã thôi thúc tôi hàng ngày tôi học hỏi thêm và
tự hoàn thiện mình nhiều hơn nữa để ngày một nâng cao cái trình độ chữa bệnh cho mọi người. Khi từ nhỏ thì tôi đã được ấp ủ những cái niềm đam mê là sau này làm sao để lớn lên thì có thể là theo cái nghề truyền thống của gia đình mình để có thể chữa bệnh cho thật là nhiều người nữa. Và sau khi tôi đã học xong cấp 3 thì tôi đã theo học những cái trường y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội để mình trau dồi thêm những cái kiến thức, những cái khoa học tiên tiến để có thể về mình áp dụng theo những cái y học cổ truyền của gia đình mình để chữa bệnh cho bệnh nhân. Hiện nay, ngày càng có nhiều người hướng đến việc sử dụng nguồn thảo dược trong việc phòng, điều trị và chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Các bài thuốc nam được nhiều người biết đến và tìm hiểu hơn. Chính đây là một cơ hội để mở rộng sự phát triển của làng nghề thuốc nam thôn Yên Sơn. Hiểu được rằng, để thuốc nam có thể phát triển ổn định và lâu dài, nhất thiết cần lập ra một cơ sở y tế có tổ chức, đảm bảo chất lượng và tiềm lực. Dựa trên những yếu tố đó, từ nền móng của một nhà thuốc gia đình truyền thống, Lương Y Lý Sinh Phúc và Lý Thị Nụ đã thành lập nên Hợp tác xã Thuốc Nam Họ Lý, Ba Vì. Nhờ hoạt động có tổ chức và hệ thống, Hợp tác xã không chỉ giúp giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều người dân trong thôn, mà còn mở ra nhiều cơ hội đưa thuốc nam của địa phương tiếp cận và đến gần hơn với nhiều người bệnh. Thành lập ra một cái Hợp tác xã Thuốc Nam Họ Lý Ba Vì để muốn mình mở mang những cái y học hiện đại và y học cổ truyền để có thể là đưa ra xa hơn nữa, có thể chữa bệnh được cho thật là nhiều người ở khắp mọi miền Tổ quốc. Trước đây ấy, thì là khi mà chưa thành lập các cái hợp tác xã ấy, thì phát triển nó manh mún. Nhưng mà khi thành lập hợp tác xã rồi thì thấy phát triển nó rất là quy mô. Và từ cái đó thì là cái mà cũng lại là tăng thêm rất là nhiều những cái thu nhập cho nhân dân, tức là giải quyết được công ăn việc làm cho nhân dân. Và chính vì thế cho nên là cái tỷ lệ hộ nghèo của xã tôi là hiện nay là cả xã là còn 9 hộ nghèo. Luôn tâm niệm lời Bác Hồ, Lương Y phải như từ mẫu, phải dịu dàng, khiêm tốn, thương yêu đồng bào, không được hách dịch, ban ơn. Bên cạnh việc khám chữa bệnh, Lương Y Lý Sinh Phúc và Lý Thị Nụ cũng luôn ân cần động viên và thăm hỏi người bệnh. Đối với các bệnh nhân ở xa, không quản ngại đường xa, đến tận nơi khám chữa bệnh, hỗ trợ để bệnh nhân giảm bớt nỗi lo về kinh tế. Bằng tấm lòng y đức của mình, Lương Y Lý Sinh Phúc và Lý Thị Nụ được mọi người biết đến là vị lương y tiêu biểu, luôn hết lòng vì người bệnh, hết lòng vì công tác xã hội, từ thiện. Những cái bệnh nhân nghèo đến với nhà thuốc chúng tôi, thì chúng tôi cảm thấy rất là thương, rất là cảm kích. Nó cứ như là một cái phần nào của gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã hỗ trợ để điều trị miễn phí cho họ. Nhờ những đóng góp trong phong trào phát triển y học địa phương của Lương Y Lý Sinh Phúc và Lý Thị Nụ, các bài thuốc nam gia truyền của Hợp tác xã nói riêng và thôn Yên Sơn, xã Ba Vì nói chung đã tiếp cận và cứu chữa được nhiều bệnh nhân. Qua đó, để lại trong lòng người bệnh hình ảnh tốt đẹp về những người kế nghiệp y học dân tộc và góp phần gìn giữ, bảo tồn nghề thuốc nam.